vừa gặp lại quý vị trong chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình FPNC. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật ngay sau đây. Đã trình chính phủ kéo dài thời gian giải ngân gói 30.000 tỷ đồng. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 đến 36 tháng tăng nhẹ trở lại. IMF rủi ro tăng lên đối với nền kinh tế toàn cầu. Kính thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này vừa trình chính phủ cho kéo dài thời gian giải ngân gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở giá thấp. Sau nhiều phản ánh từ công chúng, ý kiến của Bộ Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản kiến nghị kéo dài thời gian giải ngân gói cho vay 30.000 tỷ đối với nhà ở giá thấp đã được Ngân hàng Nhà nước trình lên chính phủ vào ngày 22 tháng 3 vừa qua. Cụ thể, nếu đến đầu tháng 6 mà gói 30.000 tỷ đồng chưa được giải ngân hết, thì kiến nghị chính phủ xem xét gia hạn giải ngân để khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay tiền mua, thuê, thuê mua, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi đến khi nào toàn bộ gói này được giải ngân hết. Tính đến ngày 10 tháng 3 vừa qua, thì các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó thì số giải ngân theo tiến độ đã đạt hơn 70%. Kính thưa quý vị, do những biến động của thị trường tài chính thế giới cũng như trong nước, thì lãi suất huy động các kỳ hạn tại nhiều ngân hàng đã được điều chỉnh tăng nhẹ trở lại. Đáng chú ý thì lần tăng lãi suất này đã có mặt các ngân hàng lớn nhất hệ thống. Lãi suất huy động các kỳ hạn 12 đến 26 tháng tại các ngân hàng đã tăng nhẹ trở lại và duy trì ở mức 6 đến 7,2% một năm. Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất huy động của ngân hàng Vietcombank tăng lên 5%, còn của BIDV và Vietinbank cùng tăng lên 5,5%. Trong khi đó, tại khối các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, một vài ngân hàng đã điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất huy động. Giải thích nguyên nhân mặt bằng lãi suất có xu hướng gia tăng, một số chuyên gia cho rằng là do biến động trên thị trường tài chính thế giới cũng như nhu cầu vay vốn tăng cao hơn. Kính thưa quý vị, dù giá vàng thế giới liên tục tăng, nhưng giá vàng trong nước lại luôn có xu hướng tăng chậm hơn trong khoảng một tháng qua, khiến cho giá trong nước thường xấp xỉ giá thế giới, thậm chí có lúc còn thấp hơn. Tại sao lại có hiện tượng này? Xin mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi nhanh giữa chúng tôi với chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu ngay sau đây. Thưa ông, như ông cũng thấy thì giá vàng Việt Nam trong khoảng 10-15 ngày gần đây có xu hướng tiệm cận và dần dần có những thời điểm còn thấp hơn cả giá thế giới, mấy trăm nghìn đồng một lượng. Vì sao lại có hiện tượng này trong khi khoảng 5-6 năm gần đây chúng ta chỉ thấy cái hiện tượng là vàng Việt Nam cao giá hơn thế giới? Đúng, đây là một cái hiện tượng rất bất ngờ với ngay cả chúng tôi là những chuyên gia về ngành tài chính ngân hàng. Thì trong thời gian vừa qua có một cái hiện tượng đảo chiều, tức là giá vàng thế giới cao hơn giá vàng trong nước. Có lúc lên đến 200.000, có lúc lên đến 300.000, thậm chí lên đến 500.000. Trong thời gian vừa qua, giá vàng thế giới tăng nhanh vì có một số những cái nguyên do. Cái nguyên do thứ nhất là nền kinh tế của thế giới đang chậm hẳn lại. Mà đặc biệt trong đó có những quốc gia mà đứng hàng đầu thế giới như là Trung Quốc. Thì năm nay cái tăng trưởng của Trung Quốc dự đoán vào khoảng từ 6,5 cho đến 7%, là một cái mức mà thấp nhất trong vòng mấy chục năm qua. Thành ra một nền kinh tế đứng số 2 thế giới mà chậm lại thì dĩ nhiên là nó sẽ kéo theo rất nhiều những hệ lụy khác. Rồi nền kinh tế toàn cầu cũng chậm lại, trong đó nền kinh tế của châu Âu cũng chậm hẳn lại. Bên cạnh đó, những cái vấn đề mà tài chính ngân hàng trên thế giới, thì cái vấn đề mà chiến tranh tại vùng Trung Đông, trong đó chiến tranh Syria, đã làm cho tình hình thế giới trở nên biến động khôn lường. Và chính vì thế cái vai trò của vàng lại trở lại, lấy lại được cái vai trò là cái nơi trú ẩn an toàn cho các nhà kinh doanh và đầu tư trên thế giới. Ông vừa mới nói là vì những cái bất ổn của kinh tế và chính trị trên toàn cầu cho nên giá vàng thế giới mới tăng. Tuy nhiên đối với giới đầu tư, những nhà đầu tư đầu cơ Việt Nam, vì sao họ không sợ những cái bất ổn này, họ không chuyển qua đầu tư vàng để đẩy giá vàng trong nước lên cao như trước đây mà cái nhu cầu vàng trong nước nó vẫn thấp như vậy? Đây là cái câu hỏi rất lý thú. Thì chúng tôi giải thích như thế này, là có lẽ là chính phủ và Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã thành công trong cái vấn đề giảm thiểu cái hiện tượng đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế. Thứ nhất là về vàng hóa thì trong 3 năm vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã thành công trong cái việc mà giữ cái thị trường vàng nó ổn định. Nó không có cái vấn đề mà sôi động và không có cái vấn đề mà dân chúng ào ào chạy vào mua vàng mỗi khi có những cái tin xấu. Rồi về vấn đề đô la hóa cũng thế. Chúng ta cũng đã thành công trong cái việc mà giảm trừ cái hiện tượng đô la hóa. Và ngày hôm nay thì dân chúng cũng không còn găm giữ đô la như ngày trước. Và cái giá đô la
đặc biệt là từ đầu năm khi mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện cái cơ chế tỷ giá trung tâm thì rõ ràng là giá tỷ giá đô la đã giảm mạnh từ cái cuối năm trước, từ cái mức trần là 22.547 cho đến xuống đến cái mức 22.200-300, và chính vì cái sự mà ổn định đó có thể làm cho cái lòng tin của người dân và những nhà kinh doanh tin tưởng vào tiền đồng hơn. Và một khi họ tin tưởng vào tiền đồng hơn thì họ cũng tránh xa những cái loại tài sản mà trước kia nó là cái hầm trú ẩn an toàn, trong đó có vàng và trong đó có đô la. Còn về phía các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc ở Việt Nam thì sao? Họ có khả năng bị thua lỗ trong cái đợt này không? Cũng có thể có những doanh nghiệp họ đã thua lỗ tại vì trước đây mua vàng với giá cao và bây giờ vàng nó tiếp cận với thị trường thế giới, giá vàng thế giới, và có thể họ đã có một cái sự thiệt hại. Nhưng mà tôi nghĩ nói chung thì có lẽ tại vì giá vàng ở trong nước không thuyên giảm từ trong cái thời gian 3 năm vừa qua. Thành ra tôi nghĩ rằng các nhà kinh doanh vàng nếu có lỗ thì cũng là những cái trường hợp cá biệt. Đối với người dân cũng không phải là cái sự thiệt hại. Chúng tôi muốn biết là về bệnh viện vĩ mô thì khi giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới thì liệu có khả năng xảy ra hiện tượng là chảy máu vàng ra nước ngoài không thưa? Đó là cái điều mà có thể xảy ra. Nếu mà giá vàng ở trong nước mà thấp hơn giá vàng thế giới thì trên nguyên tắc là nó có cái hiện tượng là tuồn vàng ra bên ngoài. Những cái nhà kinh doanh vàng tuồn vàng ra bên ngoài để bán ra thế giới với cái giá cao hơn. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta không được phép, tất cả mọi người, các nhà kinh doanh cũng như là dân chúng không được phép bán vàng, cũng không được phép mua vàng từ nước ngoài. Một cái cơ quan, một cái đơn vị duy nhất hiện tại trong nền kinh tế có thể mua bán vàng với nước ngoài đó là Ngân hàng Trung ương. Thành ra nếu mà có cái hiện tượng tuồn vàng thì chắc chắn là phải qua cái đường buôn lậu. Thì tôi nghĩ là chính vì thế mà nếu mà có cái chuyện đó xảy ra thì tôi cũng không nghĩ là nó là một cái số lượng vàng tuồn ra bên ngoài qua cái đường buôn lậu quá lớn. Dạ vâng, rất cảm ơn ông vì những chia sẻ này. Kính thưa quý vị, mỗi tuần một con số trong tạp chí Ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 8.900 đồng. Đây là mức giá khởi điểm mà Mobifone chào bán hơn 14 triệu cổ phần nắm giữ tại Ngân hàng Tiên Phong. Dự kiến số cổ phần này sẽ được đưa ra đấu giá vào 25 tháng 4 tới tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Cũng trong ngày 25 tháng 4, Mobifone đồng thời chào bán hơn 33 triệu cổ phần tại Sibank, cũng với giá khởi điểm dưới 10.000 đồng một cổ phần. Nếu được chào bán này thành công thì Mobifone có thể thu về tối thiểu khoảng 450 tỷ đồng và chính thức thoái hết vốn khỏi Sibank. Riêng tại Ngân hàng Tiên Phong, Mobifone vẫn nắm gần 4,8% cổ phần. Kính thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền giả bị thu giữ trong năm 2015 qua hệ thống ngân hàng và kho bạc nhà nước tăng 0,17% so với năm 2014 và 22,9% so với năm 2013. Hiện các loại tiền giả polymer đã được thu giữ và đều có thể nhận biết bằng tay, mắt thường khi kiểm tra. Các đặc điểm bảo an dành cho công chúng như hình bóng chim, dây bảo hiểm, hình định vị, mật độ màu và các yếu tố hình ẩn DOI. Điều này cho thấy sự tinh vi của tiền giả vẫn chưa gia tăng và vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, số lượng tiền giả được làm ra lại tăng lên một cách khá rõ nét. Để giảm thiểu tình trạng này, công tác ngăn chặn xử lý các tổ chức in tiền giả từ phía nhà nước cần phải được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh đó, người dân cũng phải cần có sự chung tay giúp đỡ các ngân hàng nhà nước, các cơ quan liên quan trong công tác phát hiện và thu hồi tiền giả. Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị người dân nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và nên tạo thói quen kiểm tra đồng tiền mỗi khi giao dịch tiền mặt để giảm thiểu rủi ro, thiệt hại. Để có thông tin chi tiết về tiền Việt Nam và cách nhận biết, các tổ chức cá nhân có thể tham khảo trên website của Ngân hàng Nhà nước. Như thường lệ, chúng tôi sẽ tiếp nối bản tin ngân hàng tuần này với một số tin vắn đáng chú ý trong lĩnh vực ngân hàng. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngân hàng Vietcombank dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 10% cổ phần cho nhà đầu tư ngoại, còn cổ đông lớn là ngân hàng Mizuho vẫn sẽ giữ cổ phần ít nhất tại mức 15%. Cũng như nhiều ngân hàng khác thì khối ngoại có thể nắm giữ tối đa là 30% cổ phần tại Vietcombank. Hiện tại, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 21% cổ phần của nhà cho vay này. Năm nay, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 10%, nhưng khả năng có thể vượt xa con số này.
Theo Ngân hàng Đông Á, thì dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ hiện đã được vận hành chính thức. Theo đó, từ ngày 10 tháng 3, để chuyển tiền nhanh liên ngân hàng qua thẻ, chỉ cần nhập số thẻ hoặc số tài khoản của người nhận trên ATM Đông Á, thì người nhận sẽ nhận được tiền ngay sau khoảng 10 giây từ lúc người gửi tiền hoàn thành giao dịch. Những giao dịch chuyển tiền ra ngoài hệ thống Đông Á có thể được thực hiện mọi lúc mọi nơi, không giới hạn về thời gian cũng như không phân biệt mức phí giữa các tài khoản ở các địa bàn tỉnh thành khác nhau. Theo Cục Thống kê Hà Nội, dư nợ cho vay các ngân hàng tại Hà Nội đến tháng 3 năm nay mới tăng được 1,2% so với cuối năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lãi suất cho vay bằng Việt Nam đồng cũng ổn định, phổ biến với các lĩnh vực ưu tiên ở mức từ 6 đến 7% một năm cho khoản vay ngắn hạn và 9 đến 10% một năm với cho vay trung và dài hạn. Những khoản vay ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường dao động từ 6,8 đến 9% một năm với ngắn hạn và cao nhất là 11% một năm đối với trung và dài hạn. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình tạp chí Ngân hàng kỳ này. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ kênh FPNC để theo dõi phần tiếp theo với các nội dung nổi bật sau đây. Phí và số ngoại tệ được mua để chuyển ra nước ngoài. Theo IMF, rủi ro tăng lên đối với nền kinh tế toàn cầu.